Chà, xem Lado mày ra thành gì nào. Ufretin. Ufretin, Mido rồi. Mido rồi. Ulan và Ufretin. Lại, ôi, vẫn phải chơi thành. Bạn nào về ở sớm đấy. Rồi on sớm. Xem mà. Ôi thần lùn xấu thế. Chết rồi, đi tận trên này. Từ từ xem mà, xem có đẹp không nào. Bỏ mắt đi. À nhưng không ăn mắt thì lại không. Thôi. Ôi chỗ này chạy xuống dựng dưới này lên à. Thôi. Một Xấu ớt từ quá. từ bác thử ghé chạy lính xem được con gì. Next video nhưng mà xấu quá. Chạy vòng tròn. Giếng ở dưới này chứ. Bây giờ muốn ăn cái lưỡi quẹ đây xong quẹ lên thì quá tội. Wow. Elisa và Ariane được. Ô, con tướng họ ngon hơn đấy. Ngon hơn. Ui, vẫn thế ạ. À? Sao xấu, xấu thế. Cầm chuồn chuồn đi bác em, cầm chuồn chuồn đi. Đi đeo chuồn chuồn nhỏ đi cũng được. Ôi cái giếng này xấu thế. Còn cái gì lời. Ôi cái tờ giấy để ở dưới ôi này. Xấu thế. Tờ gì đây. Ôi rồi ôi. Ôi hồi thành. Khổ rồi. Thế chuồn chuồn lên không bác em? Chưa chưa vội cả. Xây lên để tí ghép cái cọc kia vào cũng được. Cái cọc này bỏ đi, được có bốn con thì con thua cả. Xem gì tốn nồi tốn nước. Không, chuồn không tốn lắm. Tốn hết nồi thôi là được rồi. Khó thế. Đi kiểu này thì đúng là quá tội rồi. Ôi trời ơi, còn lấy ở dưới này nữa. Chịu rồi. Xấu thế. Ngon một. Mùa một làm sao cỡ mình mùa một rồi. Nó bắt phải chạy ở góc xong chạy ngược lại cơ, thế là mới chuối. Ồ, cái đất của bác đẹp đẹp đấy, hai mỏ rồng ngay hay ở ở ngay đường kìa. Đi về ha. Ôi sợ học luôn. Sợ thế. Tao học luôn bắt em học xong một tí đổi hết quân ra xương đánh hồi sinh. Nhiều lần trước đánh ấy. Không đánh thế lại mất vui. Trời ơi. Chịu rồi, chạy bộ vào đây xong chạy về. Hồi thành Có về. Bó tay. Độc lấy mỏ vàng không? 4 ngày chưa xong. Cần thiết mana, về lấy mana xong mới ăn cọc kia. Không đủ mana để dùng đo. Về bên nào. Xem nào, bây giờ thì nhưng con vịt vịt luôn bên nào. vịt luôn đánh cho khỏe. Thế có ăn cái ấy đi, ăn cái mana đi đằng nào hôm nay cũng. Hôm nay cũng chưa nhặt được cột phép. 4 rồi, ngày thứ 5. Ngày thứ 5 lên mặt đất. Khả Sợ năng thật. là bỏ thành mình. Bỏ thành góc thành hoặc họ thành là đâm đất nó không lấy cũng được thành không không lấy không được cái con tờ giấy nữa không ý là cái thành đâm đất của họ ấy mình không lấy cũng được à thành mùi một lúc à khó nhỉ hay cứ lấy nhỉ lấy trong rồi mai bây giờ dùng đo chưa chắc đã về thành được mai chạy đây hồi thành thôi cứ lấy thử đi cả lấy nhưng mà không có tiền. Bỏ bỏ xem nào à, tách con này ra tầng này ra đến đây à, ừ thôi được rồi thấy không nhiều người kia hot rồi.
Thôi để đo mai vậy, thằng nào cũng thế. Đo bây giờ đo cũng chưa về thành được. Mai đo cho cẩn thận vậy. Ra đây một nước rồi cũng được. Xem nào. Đây chắc không phải. Tầm ở thế này. Tầm này phải đấu. Fly đi. Gì gì đi. Bạn nào định đấy một cái bốc à? Không, về thành thôi. Tìm đường ngắn nhất về thành thôi. Sao nhìn cái tình hình này cảm giác bác chuẩn bị em nó kẹt đấy bạn em. Có fly mà. Không, nhưng mà cái fly nó không đủ. Đủ chứ. Ồ may. Nó mà có cái tưởng ở đấy thì hơi phiền. Thế thì mai mất con vịt rồi. Không. Xem nào. Mai chưa chắc. Xem nào. Từ từ, bắt được xây chợ. Chợ cứ từ từ. Bác có định xây hai con vịt không? Xây hai vịt đi, xem. Không bỏ vịt đi. Mai phải xấu, hôm qua lấy thì hôm nay mình không đến được. Kể cả lấy đây không đủ xe Mercury level. Nó đánh bóc rồi vậy, bỏ vịt một vịt đi vậy. Mai mình chưa đánh được bỏ vịt thì cũng chả cần xây vội. Vịt trận này chắc cũng yếu. Phép rồi nhỉ? À, không phép này. Ô, tính ra quân canh thành này mạnh phết đi. Bảy cung với có thêm cả Basilic. Không tránh được việc mất quân. Tưởng là ít chứ bảy con thì chịu rồi. Chờ gì sẽ bắn mất quân. Sách gió nằm chính giữa mid. Cung đánh cũng ổn. Lúc vampire, lord vampire. Thành mít thành ma bạn nào. Thành mít thành ma rồi. Nhìn nhỏ này thành ma rồi. Không biết to đây kịp lấy thành em ta. Nhìn mốt 700. Chắc được.
chuẩn ít nhở, lấy được có chục con. Cho xa. Xem bên đây có gì không ạ? Nhưng mà đúng là thành xương có một cái dớp ấy nhá. Ví dụ như là mình đánh thành khác thì thấy bóc toàn quân bắn, à quân chạy bộ thôi, đúng không? Riêng thành xương đánh bóc toàn thấy quân bắn. Thế mới đỉnh. Một bên Titan, một bên là Devin. Đánh tính ra bác đánh được hết mấy cái bốc xung quanh thành me chứ. Con orc bao nhiêu con? Được. Dạ. Được. Đó, đánh được cái bác nào? Mua xương không bác nào? Phải. Mua xương. Mua xương làm gì? Trừ moran vào đây còn trừ cả nước đi. Không nên tham xương. Lót con này nhiều nhưng mà nó 60 máu ấy. Các con này 40 thì cũng hơi căng đấy. Ngoài 20 thì vẫn còn dẫy được. Xem nào, có cái phép đo là 25 này, 37. Thế phải chạy bộ ra rồi. Chạy bộ ra rồi. Chạy bộ ra vậy. Có 27 con. Làm vài con xét là xong. Infido 12 rồi, thành 12 đúng không? Infido bao nhiêu máu nhỉ? 120. Ừ. Bác ơi. Trận này em nghĩ bác không dùng phép cũng được. Infido 12 rồi, thành 12 là 24. Dùng cái này đã. Ở bên này sao bác không bay lên lùi lại để cho cái con lên trên nó quay ngược lại. Đang muốn rửa về để làm quả Inferno cho đi luôn. Inferno bây giờ là sẽ là bác có đất chưa? À bác có đất rồi. Cần dispel. Nhiều lắm. Được. Ăn mổ bên này. Bên này xem thử hồi thành nào. Hồi thành này thì có quân. Hồi thành đấy thì không có mana. Hồi thành đấy thì không có mana. Có. Rồi xây lên thì lại tốn. À, ông bác xây từ đầu rồi à? Rồi đây có quân đánh.
Ủ 40 cửa. Vãi thế. Tận 40 con. Thế căng nhỉ. Nhiều quá. 40 con nhiều quá. Số mana mới hết mana không? Thì về thành lấy mana đấy. Cộng 20 cái thằng chém này khỏe thật. À 20 con basilic gì chứ. Bên em có đá không? Ơi. Có đá. Đá mình không lấy mỏ đá rồi, chỗ này không lấy mỏ đá rồi. Ô thế sao bác xây lắm nhà mà vui thế. Còn phải để mà xây trường học có chứ. Ờ thì thôi chấp nhận thôi. Không xây thì có được về thành đâu mà. Thì không cần gom người quân ở thành đây đánh cũng được mà. Hả? Ý là không cần không gom quân xây đánh con bài rồi khó lắm. Ta thấy vậy thôi chứ không cần đâu. Cái đám này đủ đánh rồi. Áp con này cần ta vần lên. Ủ 30 con. Cái này thì 30 con. Chó thế. Đúng chó luôn. Toàn chó. Năm con vịt này càng không chết con vịt của mình đâu. Tội gì thế.
cho ý là bác cứ leo cho nó leo nó cắn vịt của mình ấy. À để cho đánh hết xong rồi. Để cháu đánh là xong rồi. À, cái này u sâu basic à. Ok. U sâu quả đấy cũng không bắn con 10 bên dưới bạn em. Cung gãy bắn trả lại, không giết nó ngay, kệ nó thôi. Thân sau thì bắn. Đằng nào cũng gãy mà. Ngon quá nhỉ. Fly thì mai đo 45 không đủ. Cứ chạy đây lấy. Coi nhà cứu hộ. Cứ đây cho mai đo ăn đây vậy. Có gió ấy bác nè. Quên tách cái chuồn chuồn ra, thôi xong rồi. Tách chuồn chuồn ra rồi. Con vịt nó quỳ bắp mà con em. Hết cả hồn. Hết cả hồn. Ủa bên em sao quả đấy bác không bắn con 10 năm ấy. Là con chó nó đi luôn rồi. Con chó, cái tầm này chó đánh nó đi mà. Ui, thế là đỡ phải học rồi. Thành đấy là thành Rampage à. Mạnh thứ 5, được. Elisa, chỉ số cao 3558. Không cao, chênh bét nhiều đâu. Nhưng mà thành rồng vàng nó lên cái chỉ số vẫn đều hơn là thành đầm lầy. Thành đầm lầy thì tướng nhất tướng cơ lối thì đầm lầy rất là mạnh nhá, lên cơ lối rất là nhiều luôn đấy. Bác có cái mũ mà không nhiều, bình thường ấy level nó cũng lên cơ lối với cả power nhiều hơn là kiếm giáp lệch nhiều hơn nhiều so với thành rồng vàng ấy. Ở mấy level đầu lên cao phết, đến level sau thì chắc cũng như nhau hết đâu, vẫn có một tí dung sai. Vẫn có dung sai. Tỉa lên con lối của thành đầm lầy vẫn cao hơn thành rồng vàng. Nhưng mà tướng họ tướng con lối. Thành knowledge á, knowledge như là hai thành là ngang nhau ấy chứ. Đó, vậy là về sau ấy. Ý là cái khả năng lên của hai con này là khả năng lên knowledge của bác là cao hơn đấy bác em. Đúng rồi, nên lối của thành đầm đầy cao hơn mà. Còn thành kia thì nó lên vào kiếm Z, hiểu. Trăm, 200, được. Được. Hai nhà vịt chưa bắt nào? Đây, đây. Ý được bác double build chưa? Build 2 rồi. Mình mà để máy đánh là mất luôn đấy luôn ạ. À. Hài thế. Để máy đánh là mất luôn con vịt mà.
tiền bác này. Ơ sao bác đang xây tiền lên? Hả? Áp sao bác đang xây tiền lên? Áp chó. Cái đấy mai áp được mà. Ừ. Con chó mai áp được, mai xây tiền lên. Mình ít xây tiền. Sẽ lấy đánh bác vậy chứ cũng không nhặt quân mấy. Tiền sau này cũng cần chứ. Ừ. Cần. Nói chung là đánh này, theo kiểu như đánh deep thì cần nhiều thôi, đánh nâng quân này không thì đơn giản mà. Nhưng mà nếu như mà bác đánh lâu về dài ở mid thì chẳng là chẳng phải xây quân. Ừ. Chứ làm sao mà rớt được. Nhưng mà có mấy khi mình xây quân ở mid đâu. Mid là mid, nhà bốc không sao thua được, phải cắm phải cắm quân chứ, bốc ý lắm. Xp đất, xp gió rồi à? À, bá xích gió. Hót con này. Đánh con đấy là lên được. Chuồn chuồn up lên thôi. À, chuồn chuồn mang mấy con đi thôi, 4 con. Xong phải kiếm thêm chuồn chuồn nữa. Đi brick. Mấy bốc trên này đánh sau đi. Đánh đây đánh cái này xong lên đây nữa là vừa đúng không? Ngày mai đánh đây này, đánh ra đây này, ăn bỏ đá này xong ăn cái này này, ngày kia đo đây đánh đây đánh nhà này. Sao bác không đánh à? Bác còn chưa chiếm cái thành phượng đúng không? Ừ. Được. Tán bóc chó nhỉ. Mới được hai nhà vì thử bạn em. Ừ. Ít quá nhỉ. Cái này. Ôi. What? Thiếu đúng 45 level. Đùa 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 đấy. Đủ chưa? Đủ rồi. 14 hay 15? 10 rồi đấy. À. Ăn đi. Ờ level 10 rồi. Thế được rồi. Xem là cái này đánh rồi. Xuống đây đánh con vampire được vậy. Bảy trăm, 300, 400, ăn hai cái này đủ, vừa đủ. Vừa đủ. Ui, bài speed 9 cơ. Lại nữa. Lại chó nữa. Tiếc quá nhở, thấy cái nhà vịt trước mặt không ăn được. Ừ, rồi xui rồi, lại về thành ngủ vậy. Này xây mất cái level chưa? Chưa xây. Không ngủ ngoài được con ạ. Ngoài đi xuống đây à? Rồi bác về rồi mai đánh lên trên, bỏ chim, cái nhà vịt thành chim lửa cái đi. Về cái thành gần thành chim lửa cái đi. Đây, thì chạy lên đây đánh được hai cái bóc rồi luôn này. Xây ghi bộ phía lên bác em ơi, xây ghi bộ phía lên rồi mai xây cái cộng một thủ. À ừ. Về đi sọng đi. Phải tạm bỏ nhà đi. Ba con. Từ đây ra đây có 300.
Ồ, đồng phết nhỉ. Không đóng đá luôn à. Đánh đau thế. Đánh mất 7 con luôn. Mà đánh đau thế. Aslick cần con này à? Bắt đầu lính xây gì nữa? Xây Basilic up lên. Basilic là như của cái nhà up. Khuôn ở gần đấy mà. Đấy đấy. Cái đâu? Thằng bên dưới cái thành ở giữa ấy. Cái thành ở giữa à, của bé. Đấy thằng xỉa nó canh. Ngon, cục mũ 5. Phun mỏ kịt lên đấy bạn ạ. Lấy hết chưa? Nhìn thấy hết rồi nhưng mà lấy thì chưa. Hai mỏ đây rồi. Nay ngủ ngoài mà đánh nốt hai cái mỏ đấy cũng được. Nếu bác không cần break vội. Không mà tự nhiên có sao tự nhiên bác có Metasol ở đâu ấy bạn ạ? Metasol á? Nhặt được. Ở trong cột phép à. Thế thì ngon rồi. Ơ sao bác không cho nó cái phai bồn? Không phai bồn gì đó. Con này nhận gấp đôi đen phai bồn rồi. Nó mất nhờ tốn nhiều mana. Chỉ cần đánh cho yếu một tí là mình bỏ đánh được. Đánh yếu một tí là bò đánh được hả? Cần đâu cần phải dùng Fireball đâu. Mỏ nữa không biết ở đâu à đây một bác nhìn bác đạt che hết đến cái mức của 50 giây. Chắc đánh banh anh biết nhiều lên rồng ấy. Chắc không lên rồng à? Không. Trời chắc chỉ đánh mỗi 3 cây thôi. Không, chắc là cũng không đánh 3 cây. Nếu như mà đã xây quân thì phải xây cả 2 chứ ai xây được rồi vậy. Nhưng mà xây cả rồng 3 cây thì tốn quá nhiều tiền ấy. Mà thành rồng ấy. Nhưng mà nó vẫn là combo quân thì vẫn phải xây chứ.
Sao xây được một con phải đáng kể gì? Vứt bớt một con này lại. Để lấy slot đựng cái này. Cuối cùng thì lại là chó. Ơ mà tính ra bác ở trên nhà được bốc cung rồi chứ nhờ. Ờ, chưa có bốc cung nào luôn. Thế mới đỉnh cao. Đỉnh này bốc cung cũng ngon, ngon cho nhiều. Ờ. Ê, hình như là nhầm. Bốc thường là 60 con rồi. Đồng phết. Thôi hỏng rồi, hết mana rồi. Ở sao hôm qua phủ thành mà đo hai lần đã hết mana nhỉ? Chắc là bác chưa xem mắc Weaver cái thành đấy. Thế. Thôi giờ thua rồi. Thì ăn đủ rồi. Thôi chạy bộ về thôi. Chạy bộ bây giờ mới về con này. Thì đành cái thế vậy làm thằng. Đây nhìn khó quá. Nhưng muốn gì đến nơi đấy. Ôi ôi, thế này thì mấy ngày về nơi quá nè. Không biết. Không có fly, có nghĩa là bác phải gì thôi. Chưa xây mắc vui liệt vào. Ui đúng thế thật này. Nhìn dễ muốn thua lắm con em ạ. Đấy kệ lắm. Tầm này rồi chẳng lại bỏ. Tầm này chắc phải 3 ngày về nơi. Coi như mất 3 ngày chỉ về cái thành. Đánh cái dây rồi chẳng lại bỏ đúng không? Mấy chỗ này cho toàn sạch lốp cho con bò ấy ra tới còn khéo còn vụt được. Thì hết con vụt vào đây. 2 ngày nữa phải nè. Quên xe bò thằng này lên. Mười gỗ, năm nồi, năm cám. Mai về đến thành không bên ạ? Chắc là được. Được. Đánh con này cùng lắm thì ở đây là đủ. Anh em ơi, nếu đã chậm này rồi thì hay là bác xây quân hẳn đi chứ ra mít sớm là thì xây quân đấy, đang xây bò mà. Ý là nếu như mà chậm hẳn này rồi ấy, thì mình cứ xây bò cứ lên đấy, chỉ cắm xây mà. Mình vẫn đang xây bò mà. Xây một con không rồi. Thì em bảo vậy chứ kiểu là không phải áp lực bớt được sớm ấy. Thì ra đánh xây bò thôi vậy. Chứ tầm này thì đánh con này chạy vào đây vừa đủ lực về thành. Đúng rồi. Rồi đánh nốt hai cái mỏ vịt là mình có của mỏ vịt. Cái đó xong đi ăn một mỏ là hết này, xong về đây ăn nốt mỏ. Ở bên dưới kia nữa. Cái thành me là có một mỏ. Đây có cái bốc luôn. Vẫn cần thêm nồi với sunfua. Vẫn cần thêm nồi với sunfua. Xuân phu ở đây. Nồi đây. Nồi đây à. Bây giờ mình cần nồi. Kiếm cục xuân phu thôi. Từ đây.
Đó xuống đây ăn. Xuân phù đâu? Cứ cho là về thành ngày đi. Thôi đổi Kristen với em ra cho nhanh. À nhưng còn gỗ đá nữa. Mài thứ 5. Vẫn chưa vội. Về đánh bóc này đưa Xuân phù là được. Ngày kia đánh cái này. Xuân phù lấy đá đây. Nồi. Xuân phù bóc này. Đá này. Xong về đây. Về chạy ra đây ăn cái này ăn nồi. Vẫn thiếu ít gỗ nữa. Gỗ ở double build cơ nè. Ừ. Gỗ á. Đúng rồi. Cần gỗ nữa. Mấy tính nào? Ngày mai là về thành nhá. Ngày mai là thứ 5 đúng không? Về thành ngủ. Mai là thứ 6 đánh cái này. Xây cái mắc hủy này một này. Nhưng mà phải xây cái mắc hủy cái thành đấy lên. Bác xây chưa? Chưa. Đánh cái này là một. Thế là chú ấy. Thiếu. Rõ ràng là thiếu rồi. Thiếu đá luôn, thiếu gỗ luôn. Không nhưng mà mai có mai bác có gì để đổi gỗ để xây cái đành phải đổi hết kem với tiền thôi. Đổi sạch ra. Thiếu hết, thiếu cả gỗ cả đá. Ừ, ngày mai phải đánh lại banh thôi. Anh thế vậy xui quá. Ơ à ừ, không thiếu mỗi đá đâu, không thiếu gỗ. Bác có tận 2 mỏ gỗ mà. Cao thế. Hay là nhà rồng à? Họ chắc là có cái kiếm hay khi thần gì đấy, chỉ số lên đều vậy mà. Mà bò chắc nằm hết dây rồi. Thôi chả nhìn thấy mấy cái, có một cái đây vậy. Có cái đấy mình chăn. Chắc là nằm hết dưới này. Cái gì bắt em? Bò chắc là nằm hết dưới này rồi. Ở trên này còn mỗi một cái chắc này mình chưa ăn. Ở đây không biết có cái nào. Mà sát, cái này sát ấy quá. Sát ấy quá rồi. Chắc không có. Chỗ ấy chắc không có rồi. Sao này bác thiếu gì bắt em? Ừ? Thiếu gỗ hay thiếu gì? Xây bò á? Thiếu cả gỗ lẫn đá. Chuồn chuồn này là gỗ 5 gỗ này, con này là 10 gỗ 10 đá nữa. Khó phết. Gỗ thì mai là bác có rồi. Mai là đủ xây chuồn chuồn rồi. Năm đâu? Chưa mai vẫn thiếu một gỗ. Bây giờ xuống đây đo cái này, ăn cái này. Ăn cục đá này đã. Và vẫn còn lực, cần lực đo tiếp ra đây ăn cái mỏ gỗ này, ăn gỗ này xong về thành này. Về thành ngủ. Và ngày kia bắt đầu đánh cái bóc này ăn đá này. Đánh xuống lực này. Thì bác đánh ăn cái đúc kia hơn chứ. Một gỗ mình đổi đúng không? Ăn cái gì? Cái bốc con phần game nó canh ấy. Thiếu nhiều phết đấy. Nhiều lắm. Ừ. Con bò bao nhiêu gỗ? 10 gỗ. Để mà xây con bò mất 15 gỗ tất cả. Trong khi còn có 2 ngày nữa thôi. Nó ăn xích gió ở đây rồi. Thấy mỏ ngựa ma luôn. Con thành biết thì mạnh quá lại chỉ bảo con ngựa ma lại không sợ bò. Thành ma chả con nào sợ bò à? Ừ.
gỗ bên này. Xây nhà kia bên em. Ơi, nhà gì? Không, ý là xây cái nhà bò ạ. À chưa, vẫn phải xây cái chuồn chuồn xong xây bò. Em cảm thấy mỏm lâu phết nhỉ. Mai là bác đủ gỗ rồi, chỉ còn thiếu bò thì cần những cái gì bên em? 10 gỗ, 10 đá, 5 cám, 5 sunfua. 5 cám thì cám bên trước cửa có rồi. Đây, nhặt cái này với đánh cái này. Ơ mà cám với sunfua là một mà. À quên, nồi với sunfua. Ờ, nếu vậy thì như không đủ lực để ăn cái ấy cuối cùng nhỉ? Ừ. Ăn cái mỏ vịt cùng á, đủ. Thì... đủ. À quên, chưa mang quân. Ôi rồi lại còn được Moran nữa, chịu. Đỏ thế sao chứ? Đỏ gì đỏ thế? Con này đứng đây, con này đứng đây. Tách đôi vịt ra không con em? Không cần. Cần không cần tách, ừ. Đi luôn. Rồi xong rồi tuần sau đâm cái nhà rồng. Vừa khít. Xong trên này không thấy có cái mỏ bò nào nữa nhỉ. Bây giờ về đây, về đây tìm mỏ bò đâu. Mỏ nhiều lắm. Về đây tìm mỏ bò. Có cái mỏ bò thằng ấy nó trông tốt. Về chỗ khác không? Ăn giáp lên đánh nhà rồng. Tướng phép phải đánh nhà rồng yếu á. Có bao nhiêu kiếm giáp ạ? 4 kiếm 7 giáp, quá bèo. 4 kiếm 7 giáp. Đánh thư viện chứ. À, à đánh Meteo đúng không? Chắc có Meteo mà. Ờ. Nhưng Meteo tầm này thì cũng... cơ bản là đánh trước 11 một tơ nó đau lắm. 4 con cũng đánh rồi. Đau lắm. Meteo bây giờ cũng được bao nhiêu đâu? 2 con rồng. 2 con rồng chưa up. Đâu, con mình vẫn cắt được mà. Mình chỉ bị hai con rồng kia cắn trước thôi, rồi đến lượt con chuồn chuồn mình cắt phép rồi mà. Thế thì đấy, siêu mà giáp này thì cũng không ăn kẻ lắm. Giáp này đánh vẫn thốn phết đấy. Vì thủ 14 thêm tướng là 1, tướng là 7, 21.
Rồng vàng công 26 rồi nghe, công 25. Sao bác còn đấm chó kia mà. Vẫn đau lắm. Nhờ rồng tầm trung mình có đánh được. Trận này đánh cây bo nhiều, cung có mấy chục con, không chưa ăn được có cung nào. Tướng phép mà không ăn được bóc cung nào nhỉ? Đánh ra đánh mới tiêu. Có bóc cung thì dùng phóc phiêu đánh đơn giản, có mỗi chuồn chuồn đấy cung. Thế không phải áp vịt lên, chắc phải áp vịt lên thôi. Đóng phóc phiêu cho vịt bay ra bay vào cắn vậy. Sang tuần là có 7, 14 con nữa. 14, 24, 38 con vịt bay ra bay vào cắn thì may ra. Tuần 4, 33 con vịt. Bò còn chưa lấy hết được. Bò không thấy đâu hết nhỉ. Một mỏ này, hai mỏ này, cộng thêm mình ăn 3 mỏ đúng không? Mình ăn 5 mỏ, còn đâu hết rồi nhỉ? Coi như là 5 mỏ đúng không? 5 mỏ con vịt á, chắc phải hơn. Có cung thẳng, tưởng có bài cung ngon, cung ra toàn bốc chó. Có 6 mỏ các bác em ạ. Tìm được mấy mỏ rồi? Tìm được 2 mỏ. Cả mỏ chưa ăn là 5 mỏ. Ăn 3 mỏ. Thế vẫn còn, một mỏ ở đâu nữa? Chắc ở dưới này. Hết rồi, chỗ này gần như hết rồi. Chỗ này bé tí còn mỏ gỗ hết rồi. Đây núi rồi. Bên này thì cũng gần kịch rồi, chỗ này thì làm gì mà còn mỏ nào được vậy. Chỗ này thì sát đường ấy quá rồi. Đấy, còn có mỏ basic ở đây nữa thì chắc nó bò. Thôi chuẩn bị dồn lực đánh cái con nào ở đây vậy. Nhiều sót bỏ cung lại đi. Cung bây giờ yếu quá, sao bọn này quá yếu. Chăm nốt cái mỏ bò đi. Đây toàn speed 7 nhỉ? Toàn speed 7 này. Mình là gà xa thế nhỉ? Mình... À đây còn một cái banh gần đây, đây Crash Clan. Thank you.
Cô chính ra Cần Thành rất ít banh nhá. Mà bốc ván này của bác cũng xấu nhỉ. Toàn bốc chó, bốc mấy con vớ vẩn. Xây lên bác. Biết xây gì thì cứ xây kết ở Warlock lên. Áp được bọn này đánh như dòng luôn. Nhưng mà xuống để đánh cái Nagabank này. Mỗi tên áp bò. Áp bò áp Basilic đánh dòng. Quân thì trông nhiều nhưng mà nó chia hai cọc kiểu này là yếu. Ghép vào 30 bò mấy cả 40 Basilic đánh thì khỏe. Basilic thì em nghĩ là nâng bên ngoài. Nâng ngoài chợ luôn. Basilic. Nâng ngoài chợ luôn. Basilic nâng ngoài bò thì thôi bò thì luôn thì bò phải nâng cái silo rồi đắt. Bò thì mình đang có thì up lên được là sao lại phải up mà. Nâng ngoài nhiều nó đắt. Ờ nhưng mà sau này nâng sau bây giờ nó cần 5.000 tiền để nâng con cái silo lên cơ. Sau này mình đánh nhà rồng nhiều tiền rồi mình nâng sau. Sao con bò giờ bác xây bò cần phải tốn cái silo này 5.000 tiền cơ. Đắt lắm. Ui. Nâng tạm bên ngoài đánh nhà rồng trước đã. Vì sau thì có tiền đánh nhà rồng có tiền thì xây silo sau. Hôm nay bác cứ xây cái cộng một thủ để làm gì nè. Ờ. Ngày mai đo xuống đây này. Đo xuống một á đây luôn này. Xong từ đây chạy thẳng xuống đây là đúng rồi. Đánh đây. Đó tiếp với anh cái bắp này ăn thử rồi, thế là xong. Sau về thành này. À thôi về thành này chứ, up vịt xong rồi xuống đây, đánh nốt mỏ bò, mỏ biếc xong rồi ạ. Thế phải về đây đánh trước xong đánh mỏ bò xong lại đây đánh rồng. Và đánh nhà rồng xong rồi đánh mỏ bò này. Ăn đây xong xuống đây, về đây. Ngày mai, à về ngủ xong ngày mai đo đây up bò, về đây đánh luôn. Ui hay. Hai cái này các bánh luôn thật sẵn. Toàn bánh bẻ rồi bác em. Rồi ôi. Mình vứt đi thôi. Cọc nào mình cũng value hơn. Ok. Hmm.
Mát nhà dòng xem có đồ gì không vậy. Đánh tháng khí chân ra một ít luôn. Bên nào tháng 2 break? Tháng 2 break. À mà giờ bác nhiều tiền đúng không? Thì bác cứ vào cái nhà kia áp hết quân lên, không cần xây quân nữa. 20.000 tiền thì áp thoải mái rồi. Tháng 2 break cũng đỉnh thật sự. Tự nhiên bác mất cái ngày ấy thốn nhỉ? Cơ bản nó lại cũng không có... Mất 3 ngày ngoài đường. Rồi đi tìm bóc cung rồi break luôn ấy, nhưng mà lại không có bóc cung. Tại phải đi, lại phải đi quay lại chăn vịt với chăn gà bò. Làm nông dân. Lại đi làm nghề chăn nuôi. Nó chỉ cần có một, có hai bóc thôi. Một bóc thôi, bởi vì lúc mình lấy thành đã là đây. Đâu nhỉ? 36 con rồi, nếu mà thêm một bóc 60 con nữa là 96 con là ngon, đúng không? Cứ phốc phiêu vào đấm thôi. Con này nó có blast thì còn bắn còn khỏe. Còn cung ngắp thì bắn là 5 máu rồi, đấy. 96 con bắn chả đau à? 180 la phốc phiêu có thể đấm thôi. Ở lại cũng được. Mỗi cái có bóc cái cung lại phải đánh chó. Được. Hôm nay mình đánh được một ông mà ông ấy chỉ mình ép mít, ông ấy chỉ đánh được một góc chỗ này và một góc ở trên này một tí xíu thôi. Mình nhặt được 20 con Devin. Đỉnh không? Có một tí góc ở chỗ đây nhá, ở dưới này có một tí góc chỗ này thôi, ở trên này một tí góc trên này nữa thôi, mặt 20 con Devin là cái mít đấy, trong khi mình đánh gần nửa cái mít rồi mà không tìm được Devin, được mỗi một bóc duy nhất. Lúc mình sang công sang thành họ thấy họ cầm 20 con Devin hơi hốt. Nhưng mà Sôn Mia có học được Meteo, nhặt được cầu gió cầu đất. Cứ thế lao vào đấm thôi. Họ cũng có Meteo. Nhưng họ không có sách dây. Bên em có định cắm hết mỏ không? Hay là cắm hết mỏ chứ. Đằng Hào đã xây đến cái rồi cắm luôn để... Con Hira thì mình sẽ cắm nữa vì chắc chắn không đủ tiền mua cả 3 quân chủ lực. Không bao giờ đủ được. Độc hai quân không đánh nhà rồng đã chết mệt rồi. Thì bác ấy cũng được, đánh sang kia. Đánh sang Titan này cũng được. Bây giờ có bộ tài nguyên Beauty Titan cũng được. Quan trọng là về lấy mỏ của một ai cái đã. Nhưng mà bình thường nếu như mà em đánh sang thành ở đấy xây Titan ấy là tầng 4 là phải xây được rồi. Thế này một phần do mình mất mấy ngày break chậm. Các bạn trận này mình cũng muốn đăng thử cả bò cả vịt xem nhà. Thứ hai là hơi thốn là nhặt được không nhặt được bóc cung để break cho sớm. Nhưng mà người ta không sợ con ngựa me thì con này bò cắn nó rồi. Phải đánh chán đánh chê lên đủ kiếm giáp mới chơi được ấy chứ. Tướng phép đã không có armor, không có fan rồi chớ kiếm giáp lại cùi. Đánh nhà rồng là 4 kiếm 7 giáp đấy. Hay là bác kiếm bộ rồng rồi gọi thần gió đánh nhau đánh tay bo à. Kiếm bộ rồng á? Kiếm bộ rồng đâu đấy, cái sang kia đã tính sau. Cái mũ này thì mình phải lấy rồi, tăng power của cái meter nhưng mà bây giờ chưa lấy ngay được. Bây giờ lấy cũng lấy được. Lấy gì bác nè? Lấy ngũ cộng 4, lấy được. Cái vòng kháng bơ xích sau này chắc cũng cần. Kiểu gì cũng cần thôi. Nè. Trừ khi đánh bộ rồng. Còn thường đến dậy cuối nếu mà đánh bưu quân thì người ta sẽ mặc bộ búa. Đồ máu bộ. Cầu kháng bơ xích. À vòng kháng bơ xích, cầu kháng dispel.
đấy là phun bộ, ngoài ra thì có thể thêm cung vàng cho quân bắn thẳng, ví dụ có titan này ạ. Mày lên hơi tích cực chạy đất này còn đỡ tốn. Skin cuối mà hy vọng lên được cái đất thì ngon. À quên, lên được cái giáp thì ngon. Ừ thì mình có bộ cánh nguyên mà. Bây giờ bò xây xong rồi, xây titan thôi. Ấy, ô bác nhìn chỉ số mình còn hơn họ ấy. Không, họ giấu đồ đấy. Mình ở vị trí an toàn nên người ta giấu đồ. Bây giờ có ai đánh mặc phun đồ như mình đâu. Mình đánh chân chất. Nhưng mà bác bật lại chỉ số xem nào. Đấy, người ta ba, người ta 2 tuần rồi vẫn như thế này. À, đúng có rồi, tin đúng không? Rồi, đúng rồi. 2 tuần rồi đấy. Cơ bản là mình đang đứng ở chỗ an toàn nên người ta giấu đồ thôi. Có ai đánh nhưng chân mà em chất nghĩ là bác đẹp. Nếu như mà tầm này kiểu vậy khả năng bác đẹp đấy, xây cả dòng mình nhá. Bác đẹp chắc cũng muốn xây quân về đấy chứ cũng không muốn đẩy bác đâu, bác có thử nhá. À, đạt nhặt kéo rồng là tức là lấy bộ rồng nhưng không cắm bỏ ma. Chắc là vậy. Ừ. Nhặt mỗi kéo rồng đi. Nhưng mà kéo rồng làm gì, nó có rồng, con rồng vốn dĩ là rồng rồi mà. Thế con kia ma cây các thứ, ma cây trâu mà. Ma cây tính ra là còn nếu mà đông còn trâu hơn vịt thì chẳng qua là thua con bò vì cái skin của con bò nó khắm quá, khắm đỏ. Từ nếu như mà về lết mà bác có ấy thì ma cây nó đông hơn vịt nhiều mà nó khỏe gần bằng con vịt. Ý là con titan nó clone nó đánh vẫn value hơn bộ rồng chứ. Bộ rồng có cách đánh chết để đâu. Chưa chắc được, quan trọng vẫn là số lượng thôi. Titan cũng chưa chắc là mình đã được đến 40-50 con. Có khi chỉ mười mấy con. Nếu như bác có tập đấy thì thì clone nó vẫn value hơn chứ. Hơn value hơn cái dây kia. Titan này. Titan. Đấy à? Không. Titan. Đất này value thấp hơn mà. Build gì? Double build titan đấy. Click chậm quá. Đánh hai nhà rồng vẫn chưa có vịt vàng. Mấy cục đá vớ vẩn này đủ xây fort. 20 gỗ 20 đá mới đủ. Được, bác nhặt nốt hai cục đá kia đi. Nhặt hai cục đá thì phải ngủ ngoài đúng không? Thì ngủ ngoài cũng được, 220 mana mà, ngủ trong mỏ ấy. Thiếu ít gỗ. Bác đeo bộ tiền nguyên rồi đúng không? Lúc nào cũng đeo, bởi vì bây giờ mình chưa có gì đeo đấy, lúc nào cũng đeo. Thứ này là không có gì thay thế. Không có gì thay thế. Chưa có gì để thay, đúng thế thật. Chưa có gì để thay. Từ từ, bác em đừng đổi. Đổi chứ. Xây đấy. Đổi chứ. Vậy xây cái gì? Xây cái này. Xây được phải xây. À? Xây được cứ xây thôi. Thế bác xây luôn cái nhà bán đồ đi, đằng nào sau này cũng cần mà. Đánh nhà dùng nhiều. Đấy lại nói nhà bán đồ mình nhớ ra. Định bảo xây rồi mà quên đấy. Hôm nay thứ 7 rồi. Xui thế, định bảo xây mà quên mất rồi. Hôm qua nhớ nhắc là xây rồi mà lại quên mà. Nhưng mà thủ thành thì má cây sao vào được, kể cả họ teleport và thì ít bớt nước thoải mái mà. Nhưng mà teleport vào hội đồng như hôm qua bác đánh con xương ấy. À không, vẫn khác chứ, bởi vì con xương nó là quân level 1 đánh thần gió nó vẫn khó, chứ còn con bò con mặc cây nó trâu hơn con mặc thần gió nhiều. Đấy, nó phải bắt tranh bao ấy thì nhưng mà đấy là nếu như mà quân họ mạnh hơn hẳn thôi. Với cả hôm qua kiếm giáp mình thấp hơn nhiều, kiếm giáp nếu mà dùng bộ thiên thần thì bằng bạn, nhưng hôm qua là mình dùng bộ búa để cho con xương thì nó chạy nhanh, thế nó yếu hơn. Âu yếu nữa, bắt không thủ gió. Xem nào, bây giờ nhiệm vụ là về đây này. Đo sang đây trước à? Đó là nó cho ông tí nhỉ. Thôi rồi, cứ về đây trước đi. Cắm hết mỏ titan đi bác nè, tuần này cắm hết mỏ titan đi. Vừa đánh tài nguyên vừa đánh mỏ titan.
Chơi dần thôi chứ tháng 2 rồi. Nó cũng sang bên kia rồi. À đúng rồi, cái con vịt vàng nó quan trọng. Sách gió chưa cần đâu nhưng mà ui rồng đen luôn mà. Ui chà. Bọn em sao bác không nhích lên một ô để ăn thì kiếm luôn. Không ăn kiếm gì. Ăn cái cộng 1 kiếm ấy. Đo thẳng vào 19 đẹo đánh chết con này không nhỉ. Rồi. Đánh nó phép con này. Đây con này. Đây. Bùm. Bèm. Bèm. Ôi, vẫn không đi à? Dép rồi. Rồi. Đỡ mất thời gian. Vai chưa nhỉ? Ôi thôi, cái mỏ vịt này thì nhìn chán không? Nhìn thấy không muốn đi vào luôn ấy. Đỗ tận ngoài này. Bực mình cái máy tính thế xếp bộ đồ ai buộc ai không được. Đánh đi thôi, đánh đi. Cái con này nó canh đồ vẫn tạp. Mày đánh bò à? Ơ cái đấy hơn hay là cái Inferno hơn vẫn em? Meteo bao giờ trả hơn? Không nhưng mà cái Inferno được 2 con. À Inferno nhưng mà đam lại yếu. Inferno chỉ bằng Fireball thôi. Đam chỉ bằng Fireball thôi. Đam to hơn tí. Thôi. Mày vào đây. Rồi con này. Mày vào đây. Inferno bình thường là đam bằng cái Fireball thôi. Đây này, 390. Không, hơn. Đam cơ bản nó hơn mà. Đấy, cái đam chỉ đam hơn đam cuối thôi. Reliper nó hơn. Chơi. Chết. Ôi dồi ơi, nó không lên được cho cái Haster đấm cho nhanh. Bốc đấy chắc không ngon được nè. Đánh nốt cái ấy không? Đánh đây, ngày mai xuống đây đo sang đây. Được. Bác lại xây cả Naga á. Hả thì cắm mỏ thôi, lấy được cái lấy, không lấy được cái thôi. Đủ tiền thì lấy, không lấy được cái thôi. Nghĩ là không nên lấy Naga đâu. Thì cắm mỏ cũng được mà, Naga khỏe mà. Thì cắm nhưng mà ý là kiểu không lấy mình. Nếu mà đang làm xe ông Thành nó cộng lên, nếu mình dư tiền mình vẫn mua được mà. Đúng không? Thì đúng rồi, nhưng mà kiểu con Naga nó đắt đấy. Thì nếu mà dư tiền mình lấy thì bao nhiêu lấy, ví dụ biết đâu mình lại áp thôi chứ đâu. Thôi mất 7.000 vàng. Đâu? Đeo rồi nhỉ, phải không? Đúng rồi, đeo rồi. À đeo rồi. Tưởng chưa đeo nữa thôi. Tí xuống dưới kia là ngày nào cũng đeo luôn. Không lúc đánh thì di chuyển thì đây phải bận một để còn lấy xây plan. Nhà lên à? Để chống hai nhà Titan này. Xây rồi, hôm qua xây rồi. Đâu? Đã xây đâu, bác nhìn đã tích đâu, vẫn còn nguyên này. Golem vẫn thiếu đá. Vẫn thiếu đá. Đổi ra là được. Bây giờ bác mà thiếu. Bác có cắm mỏ đá đâu. Tí phải lấy mỏ đá đâu. Bây giờ lấy phép chứ. À cắm rồi chứ. Mỏ đá cắm rồi, có một mỏ đá rồi nhưng mà không cần, tầm này lấy mỏ đá làm gì, tầm này bác đổi tài nguyên ra. Thực ra mình chỉ còn 1, 2, 3, 4, ngày thứ tư mình sẽ cũng kịp mà. Ngày thứ tư sẽ cũng kịp. Bây giờ cắm mỏ trước á, xong rồi ăn phép xong rồi để vứt hết cái đồ ra, không cần phải đổi đồ nữa nhỉ. Bây giờ cứ đổi đồ vì mấy cái tờ phép này nó thành ra nó phức tạp. Xong rồi còn thư viện. Đấy. Cái thư viện để trên này. Là bộ bao thì bé cũng đủ hoàn hết rồi, còn thiếu cái áo titan với thêm cái thằng rồng dép thiếu nhiều.
không, cái găng thì thêm được có hai thôi, cũng không nhiều lắm. Nhưng mà nói chung là cũng mấy cái cần thì còn có mỗi cái áo là búa, chênh nhiều vậy cơ mà. Play không? Này cho nhanh, một phát lên tận mặt. À mình, nó cắt kép chán chưa, nó cắt kêu tôi trai giống như con kia đánh cấm phản. Ôi giời, thạch của con em, cái thạch của bao con đấy. Chạy đã. Không, con đứng lại được mà. Mình đấy cắn sao chết được. Sao con đấy cắn chết được. Chết đấy. Mình vừa hồi phun máu mà. Hả, vừa hồi phun máu lúc nãy nó cắn mình gần chết rồi. Chưa kể nếu ví dụ lên Moran. Cứ thế này cho cẩn thận. Bác xây dần đấy, xây dần golem lên. Ok. Mặc bộ ấy chưa bác nè, mặc bộ tài nguyên chưa? Ơi, mặc rồi. Tiếc. Xem còn cái chợ là chưa xây không? Thế rồi. Ok. Thế rồi cuối tuần bác nhớ xây cái ấy lên được. À quên chưa xếp vị trí của họ. Đúng không? Mà khả năng là bác công thành họ ấy chứ, chứ có phải họ công thành mình đâu. Ừ. Sao bác không bú luôn mấy cái power? Bú cái này à? Không bú à? À này, thôi. Rồi, full rồi. Bây giờ mặc luôn ngay thôi. Rồi. Dễ. Bây giờ lại đi cắm mỏ Titan tiếp. Ơ sao bác đánh xuống dưới? Được, xem đánh thử, xem đánh cái hướng quen này. Quen tay. Thấy xích rồi. Quen tay rồi. Cái đấy nhặt về đem bán cũng được. 10.000 vàng hay sao? Quen nhiều tay phết. Thấy xích rõ là vụt rồi. Tìm ra áp luôn. Vỡ đầu. Bao nhiêu đem bác? Chết rồi. 4 con. Nó ném cung cũng được. Cung sau này cũng vứt đi. Trôi rồi, không lên được rồi. Được, dùng phép đỡ tốn. Đấy, ba đánh ở rồng nữa. Đánh đi bên em, mình còn xây nữa. Đấy. Xây. À đấy, bảo vệ ăn gỗ đá mà quên đấy. Không, cô đẻ bác tầm này bác đổ thôi chứ đừng về.
đổi sao lại không ăn thua được, ăn thua chứ. Đĩa xây titan cũng tốn nhiều mà. Bắt double build luôn đi. À đúng rồi, còn cái này. Không thiếu gì đổi tiền nữa cũng được. Cứ đánh nhà rồng thôi. Còn tí về bác bán đồ đổi lấy gỗ đá được mà. Không cần phải về ăn đâu, mất thời gian. Đừng xây đấy bác ạ. Xây để tốn gỗ. Thêm được một mấy con. Mà sợ sau này gom mà không hết đi chứ. Bác có để gỗ đá xây titan thôi. Nhiều chứ. Ý là sợ sau này bác còn cả mỏ đấy cơ mà. Chắc gì đã gom được hết cái đam đấy. À không, nếu mà mình gom thành trước đủ thì mình đỡ phải gom mỏ. Đi gom mỏ mấy ngày ấy. Nếu đủ tiền lấy trong thành trước cho khỏe tội gì. Nếu mà không có thì đôi đỡ phải lấy mỏ không, đúng không? Gần trước khi đánh họ thằng nào bác sẽ phải đi một loạt. Thì thế, thì bảo là nếu mà đủ tiền lấy hết thì cả cả thành cả mỏ. Còn nếu như không đủ thì lấy mỏ xong, lấy thành coi như đỡ phải lấy mỏ không? Đúng không? Không đủ, tầm này chắc là không đủ rồi. Thế thì lấy thành, lấy trong thành thôi thì đỡ phải lấy mỏ đúng không? Nhưng mà ý em là cái tầng cuối cùng ấy, thằng này bác trẻ đi một loạt bác nhặt mỏ. Đây này, người ta ra đây rồi. Kiếm thêm thằng. Không, tức là nhá, nếu mà đã tiền nó không đủ ấy, mình lấy trong thành, nếu đủ thì mình lấy tiếp vài mỏ. Còn nếu mà đã không đủ thì lấy trong thành cũng coi như đủ. Không cần phải chạy lên quanh đây nữa, mình hiểu không? Ví dụ nhá, mình mất thêm một ngày để lấy một cái mỏ bò dưới này chẳng hạn, thì lấy hai con bò đấy và thành nó cộng luôn hai con bò đấy, mình vừa lấy hai con bò đấy vừa hết tiền đúng không? Đỡ phải ra mỏ. Không, toàn cây đám mấy bù được. Hả? Thêm một tuần thêm được con bác xây cái đấy lên, một tuần thêm được con mấy hai con bò. Thì quan trọng là có đủ tiền lấy mỏ hết mỏ không, chứ còn không lấy mỏ thì lấy thành thôi, lấy một hai cái mỏ là full tiền rồi, còn ba cái mỏ nữa mình không phải lấy nữa thì cũng không tiền lấy hả? Bây giờ lúc phải đeo cái này vào rồi. Con chuồn một. Bác đang thử view xem họ ở đâu hết. Chắc là gần rồi, họ đánh tận đây rồi. Mai có thể sang đẩy sang thành mình luôn. Không, chắc không đâu. Tôi nghĩ là đến cái tầm xây quân này thì đánh cho lết hẳn đi chứ đẩy là đẩy sớm hẳn. Ai cũng thế. Nhiều khi lại trái tính trái nết. Khó ở chẳng hạn. Thế mà nó đánh cũng mất bịt nhỉ. Giáp cao thế mà đánh bịt mấy con trâu. Thành dòng đen đánh cực khỏe. Đam đau. Kìa rồi. Mỏ titan kìa rồi. Cái đất này nhiều mỏ titan lắm. 6 mỏ hay phải. Cố gắng búp cái siêu và xem có cứu được. Cứu con nào bác nào? Ôi thôi. Không sao không được, cắn nó đi. Cứu được thêm ít quân để tí thí vào tiếp mấy mỏ nữa không? Còn mấy cái mỏ mình cần đánh thôi. Xem nào, con bò thổi con này có đi luôn không? Đi luôn này. Cứu được. Đâu có thần đèn. Con thần đèn nhưng được, ôi có thần đèn bỏ lượt rồi, thảm rồi. Thế này thì hỏng rồi. Thần đèn sẽ bỏ lượt ta. Đứng đây không cho thổi chéo này, nhưng mà thổi bên này à? Thôi bỏ đi con ạ. Không sao. Nhưng nên bắt còn lại 3 giây để quýt đi con ạ. Quýt on kin đi quýt. Con em ơi, còn 17 giây. Đây. Đấy. Nhưng ý là chết mấy con đi, không sao đâu. Thôi kệ, đằng nào mình đánh xong cũng về. Đúng thời gian quá. Đâu đứng, bắt đánh luôn kiếm hỏi titan đi chứ. Tiên về gì? Mọi cái sướng này đã, lấy cái thư viện, lấy cái bốc này xem bốc titan. Không, nó cắm ra tận đấy rồi thì cắm luôn đi chứ, về làm gì? Hay bác còn sợ họ đánh à?
Đã ra đấy rồi. Bây giờ ai biết mấy ngày chạy góc đấy. Ai biết. Phải cẩn thận đấy chứ. Nó chưa xây Titan rồi. Chưa xây hai cái thành Titan. Ừ. Mai xây. Thằng nào vậy nhá. Còn dư ngày mà thứ 7 xây à, thứ 6 xây Naga, thứ 7 Titan cũng hợp. Bây giờ lên phá thư viện luôn đã. Đo sang đây này, ăn cái này này. Đo lên ăn thư viện này. Chạy đi ăn cái góc này xem mà. Góc này khéo từ đây đo về gần hơn này. Bứt lại đi, bứt lại đi. Cầm đầu khay thôi. Cầm theo cho tin đàn nó ném bác nè. À ừ đúng rồi. Đây. Ủa bác nè, cái thành bác vừa ngủ nó không xây cả, nó dít gui ạ. Chưa xây ạ. Cẩn thận nhé. Hết mà nè kìa. Được rồi. Sao sao? Tương sau là xét từ dưới lên là thêm bọn một con. Cứ kìa bác nè. Không phải bỏ con này, không có lên nó bắn đấy. Nó lên nó bắn bọn bò ạ. Còn một lần đo. Đừng cắt gì mà à, còn cắt cái này được. Ơ, tôi hỏng rồi. Cắn phát nữa nè, cắn, sao bác cắn phát nữa cho nó tỉnh hẳn đi. Không không, quên mất, không nghĩ được cái này đèn thế. Tìm bác thấy nó hoạt đèn, sao bác cắn luôn đi cho nó tỉnh. Có thấy đâu. Mình đánh xong mình ấn vị lúc lên lên cho nhanh tay mà, có gì đâu. Đèn thế. Từ từ xem nào. Đấy, giờ cắn nó tỉnh. Đây từ từ ạ. Bẹt. Rồi. Ủa. Xui thế. Chẳng mana luôn nữa. Ừ. Đấy nhá, bác làm xây đi. Sàn thang này còn phải xây Magic Gui nè, xong rồi. Ừ. Là mai là vừa khít để xây Naga Titan luôn. Định đánh cho nó hết phản xong rồi ấn bỏ lượt đến con vịt cho đánh luôn. Cho nhanh tay cùng với lại hóa đá. Thì tất nhiên rồi, nhưng mà nó bắt đánh xong nó bắt thấy nó hóa đá mà. Không, mình ấn sẵn tay rồi. Tay nhiều khi phải tránh ngân não mà. Kiểu đi bộ ra đánh hoặc đánh con rồng xương à. Gì đấy. Nhặt cái gì đấy, nó còn nhiều nước. Mang sứ con này vào búp, tên cho vịt đánh cho nhanh. Cô tuần bác xây cái banh này nhá. Ừ, thằng nào nhặt thằng này đúng không? Cái chia xua. Hôm mai sẽ cũng được. Thôi đổi luôn đi. Đổi luôn, không quên này. Đổi à? Sao bác không về bán đồ? Đỡ phải đổi. Kiểu gì chả phải đổi. Không bán đồ thì đỡ phải đổi à, tranh thủ gió đi, mà. Đi đánh ạ, bây giờ bán đồ mất thời gian. Đánh luôn đi, không mất thời gian. Ừ. Bạn biết là mình vào bề bán đồ khi mất cả ngày luôn ấy. Thấy hai ngày ra ăn cái bốc này không mấy lắm bác nè. Kiểu thè đánh sang bên kia đấy, cái bốc cứ để đấy. Thè đánh sang bên kia cắm mỏ. Bốc bên phía mình mà. Đánh luôn cho gọn, để mai việc đi sang kia thôi. Nhưng mà để sang kia thì mình qua tuần rồi. Mất hai cái nhà Titan. Vịt trông thế mà đánh vẫn chưa gãy được ngay.
thì con 21 đam đây rồi. Cái cần nó không bút. Trời, biết ngay không Titan mà. Giant. Không, Giant ngon hơn đi các bác. Ừ. Là kê về bán được à? Cái đấy cũng được, được nhiều tiền. Chạy. Chạy thì con này dính. Tôi là tớ chạy luôn. Đấy, chịu. Ôi giời, thế chịu rồi. Ôi được rồi. Con đấy thì tật dẹo lắm rồi thì cũng phải chết thôi. Thế thì chịu rồi. Còn thường nước đi không bác nào? Thường bao nhiêu nước đi? Ơ sao bác nhặt nốt của Ngọc đi? Thôi rồi. Ngọc. Cái chứ đang nói là cái kia xây chưa nhỉ? Chưa xui xây chưa nhỉ? À xây rồi. Xây rồi. Ờ. Mai có thể đánh cầu gió. Đáp ấy. Không, không đủ. Quý. Đánh cầu gió. Hình như mình còn một cái mỏ titan đâu trên này chưa lấy. Phải. Bác còn một đống mỏ titan bên dưới kia kia kìa. Hai mỏ titan ở phía còn hai mỏ thôi. Thì đấy, hai mỏ. Ờ. Hai mỏ lại chả không nhiều. Cái ngày bác ở đấy bác ngủ ở ngoài. Họ đánh thì chịu. Mà em nghĩ bác này không đánh đâu. Còn bác này không đánh đâu. Sao được. Câu giờ được cắm hết titan rồi. Câu giờ thế đủ rồi. Cắm hết titan này bác nào. Nhưng bấm vào cái nút dismiss nhỉ. Sao quan tâm vào nút giết chứ. Búp khốn phết. Trên này không kịp cắm hai cái mỏ rồi tiếc đấy. Jenny. Ơ, ban đang thử tính xem là họ có đến được không? Không thì ngủ ngoài. Đến được. Đâu? Họ có chiếm cái thành ở dưới đâu mà đến được? Họ đây rồi. Cái thành ở dưới cơ mà, họ có chiếm cái thành ở góc đấy không? Họ đang đâm chéo sang rồi. Họ đâm chéo sang rồi. Thế bác muốn titan làm gì? Vác đi chứ gì á. Bây giờ vác đi thôi chứ biết để lại. Đâu? Họ nếu như mà họ muốn đánh bác thì họ về luôn cái thành kia, họ đánh xe như việc gì đâm chéo cho nó khổ. Ai biết được, cứ phải cẩn thận thôi. Thì chả đúng rồi bác, ai đi đâm chéo làm gì trong khi nó có cái thành ở ngay đấy rồi. Về cái thành đấy là hai đòa tới. Mình biết vì sao, ngày mai là đầu tuần. Ngày mai đầu tuần bác rồi đâm chéo. À, bác bảo là cái thành này à? Đúng rồi, người ta lấy thành này để cho mình không lấy được titan thành này. Mình hiểu chưa? Đó. Thế cho nên là mình đoán là người ta sẽ đâm thẳng sang đây. Người ta ngay đây rồi này. Bán được bao nhiêu đâu? Đổ tí bác à? Cứ thử bán mà sẽ bán được nhiều lắm ấy. Biết rồi nhưng mà nó ít. Vẫn không đủ được. Nó hơn rất là nhiều ấy. Một riêng cái đồ tài nguyên kia của bác thôi đã bằng mấy cái banh xe cái lốp rồi.
Bên thiếu gì nhỉ? Thiếu tiền. Hết à? Quên không bắp vịt lên. Bỏ vịt này. Rồi ok. Xem là còn cái gì đây nhỉ? Đó ở dưới này à? Quên đấy, định sẽ đánh họ à? Hả? Họ đâu rồi? Chưa. Cái nó nãy là họ đánh nhà rồng. Nhưng mà có mũi bóc titan gì à? Chảy mũi ấy thôi á. Hình như có mũi bóc titan thôi sao? Chắc là vậy. Trừ khi thương con này phải 230 con. 230 con thì mới ra mới thêm được. Không. Không kể cả nó là mắc 250 con còn sao cái bốc được bốc titan được con này? À không. Con đấy ôi rồi. 4 mà. Cái con này level 4 nó kém con bò có một tanh thôi đấy. Con bò có hơn 100 con đã đủ là bốc titan 8 con. Nhưng mà nó canh 2 bốc mà. Ừ thì sao nếu mà một bốc rank A thấp thì cũng có thể bốc titan. Nói chung là phải thử đánh thôi. Bốc mà mình thấy nó mạnh thì mình phải đánh thôi. Con bốc này thì yếu. Bằng con bò này, hai con này bằng con bò, bò thương con này hot nhưng lót thì thôi. Đây, em sẽ tư được cái. Con xoay value của con chim với con bò chứ. Ừ. Chứ so danh vậy làm sao mà ấy được. Hả? Ừ, so ai value thì con bò làm gì mà đến được cấp đôi con chim. Thì cũng tranh nhau một danh là... thì không bao giờ gấp đôi được. Nhưng mà ví dụ mà số lượng con này gấp đôi thì có khả năng sẽ có một bóc titan. Tôi chỉ hy vọng một bóc đấy thôi, còn hai bóc này thì không có rồi, có bóc này này. Thương Enchanter thì khả năng có. Thương con này gấp đôi nhưng mà không gọi là gần gấp đôi với anh em ạ. Ừ. Cái con chim đấy value của 600 với con bò 1000 cơ. Bò hơn 1000. Thì thế, thì mới bảo là tầm 230 đến 240 thì được. Vậy bò hơn 100 mà. Vậy bò 4 cọc 24 đúng không? 24 25 gì đấy, 4 hay 5 cọc ấy. Nói chung là bò mới chỉ hơn 100 thôi. Con này nếu mà tầm gần 250, gần swarm thì khả năng. Cứ soi thử kìa. Soi thử cái là biết. Không nhưng mà đáng em ơi. Soi thử đấy. Thì có làm gì đâu, từ bây giờ cũng còn một tuần nữa thì cuối tuần này mình đánh thành mít mà. Ra thành mít đánh nhau luôn mà. Bác không có archery đúng không? Không. Bác không có archery đúng không? Không. Thế cũng chỉ cần đến cung thẳng thôi, cũng chả cần cung vàng đúng không? Cung thẳng này gần thành có rồi. Cung thẳng thì gần thành có rồi. Titan thì sao không đủ ấy. Up titan là 32.500 một con. Thì đúng rồi. Nhưng mà con dùng về thì không clone được, không có titan bác clone được. Nhớ đông với đấy, 9 con một tuần. So với titan 6 con một tuần thì đông. Chẳng lẽ giờ chiếm cái thành kia rồi chip của Bill. Bác về chiếm giờ Bill. Chip của Bill giờ cũng chả kịp. Sao lại không? Hôm nay nhỉ. Hôm nay sang tuần rồi. Bây giờ về lấy thành thành này, trên này đấy. Thành họ xây fork lên, xây đủ thứ lên hết này. Ít nhất là mất 2 ngày về thành này sang đây. Xây fork lên thì cũng hết 2 ngày rồi, không đủ, thiếu 3 mover để làm gì? Chơi nghỉ Đạt ơi. 62 dòng mà. Dòng giờ mà 9 ngọ. Ơ sao họ? Chắc là họ định đập back luôn đấy nhưng mà thiếu mover. Thôi bỏ đi, con em vào cũng dòng người đánh cho khổ. Một thân. Ô, nhiên lại sợ quá đánh mất à?
62 rồng. Chơi con này bằng cách nào bây giờ? Nhìn chán chứ. Sáu hai rồng hả? Up lên làm gì, họ đánh mình đâu. Up lên đỡ tốn hơn đắp đây. Bác để mà xem tuần nó cộng banh như cái banh. Cuối tuần này mình cũng đánh họ rồi. Nói chung sang tuần làm gì nữa, câu giờ làm gì nữa. Đánh luôn. Con đủ con này. Bác lấy quân đi bác, quân ban này làm sao đánh được. Thì phải chấp nhận thôi, sang tuần người ta 9 rồng người ta còn nhanh hơn chứ. 9 rồng chưa kể trong thành nữa, nếu mà bạn biết là nếu mà build trong rồng rồng thành nữa thì chỉ cần build thôi. Mỗi thành có 10 con rồng, cộng thêm 9 vỏ ngoài, 29 rồng một tuần. Đấy, đơn giản thế là tính thôi. Mà tiền đâu mà nhặt bác Nam à? Họ nhặt giữa chừng này là chứng tỏ họ không có tiền để mà họ không có tiền để cộng lãi rồi. Giữa chừng bác cứ tiền đâu mà nhặt là 29 rồng ấy chứ. Thì bây giờ phải tính là nếu như họ có đủ khả năng họ nhặt chứ. Thì mình phải đánh luôn tuần này. Không. Chứ bây giờ sao nhặt được? Ví dụ bây giờ mình còn nhớ cái trận mà đánh trước không? Mình build lên còn dư cả tiền gửi lại cho ai cây cho ai nhỉ? Cho Tùng à? Cả cái triệu trận tiền. Đấy luôn. Là trận đấy là bác để qua bao lâu rồi? Ừ thì cũng tháng 2 mà. Cũng tháng 2 tuần này chứ mấy. Nhưng mà bác ấy, bác có hai cái nhà banh. Thì họ cũng hai nhà banh mà, họ hai nhà lún thôi. Họ hai đất của họ có hai nhà lún họ bây mà. Thế bác đánh nhà dùng sớm. Bác có dùng. Đúng rồi. Để qua lâu rồi. Như đây thì họ cũng ra mít sớm mà, tuần 3 họ ra mít họ đánh lung tung rồi, họ build rồi. Chắc chắn là đủ tiền mua. Nhưng mà nha, nhưng mà khi mà họ đã mua hết dòng này này, chứng tỏ họ không tiền nữa. Hả? À không, tức là cái tầm tiền đấy, cái tầm tiền đến tầm này ấy, kể cả họ build hết, họ vẫn có tiền họ mua tiếp tuần sau. Tuần này tiền của họ đến gần triệu rồi. Hai cái nhà lùn nó cộng 3 tuần thì nó kinh khủng lắm chứ đừng nói đến đây là tuần thứ 2 rồi. Tuần thứ 4 họ build cũng đủ kịp mà. Chứ nói nếu mà họ xác định xây dòng build tuần 3 gì? Giờ này còn 60.000 á? Điêu nhường cho cả mid mà lần này có 60.000 nhảm thế. Trận trước mình build hết Đúng rồi, bác nhìn mua hết hết chỗ dòng đấy thì 60.000 là đúng rồi. Trận trước mình nhớ cái trận mà mình xây 400 ngựa không? Mua hết 400 ngựa xong vẫn còn tiền gửi cho. À nhưng mà cái trận đấy bác tận để sang tháng 3 mới đánh. Tháng 3 đâu, tháng 3 đâu. Đánh build lớp IK mà một tuần 2-3 là đánh. 2-2 mình mua quân xong mình gửi cho IK mua quân mà. Đúng không? IK phải đúng không? Tôi tưởng bác hỏi bác IK trong cái trận đấy như là để gần để sang tháng 3 đánh chứ. Đâu, làm gì mà sang tháng 3? 2-3 mới đánh. 2-2-2 là hết sim tơn. IK lấy 100 chim lửa cơ mà. 222 là hết Simton. Lấy đâu là tuần 3? À tháng 3. 22 Simton là chuẩn bị đánh rồi. Ừ, chân này á. Ừ. Chào Đạt nha. Bác Đạt đang vỡ hết cả mặt. Bác Đạt đây. Bác Đạt. Ừ. Cái trận mà đánh với bác IK là bác Nam đánh tuần mấy nhỉ? Tuần 3, không, không biết tháng 2. Đấy. IK này hỏi IK luôn này. Ừ, trận này á, trận này cứ em cứ gom quân mà, chứ em không để váng, không thì cũng phải lên được triệu đấy, nhiều mà. Đến mà. Lên thì lên được. Chứ, bây giờ nhá. Nếu như mà bác đánh trăm đánh nhà rồi thì mới lên được. Đánh luôn nhá. Thì cái banh ấy, nó cộng có 20% một tuần thôi. Bác kiểu bác phải để sớm ấy. Đấy, thế bây giờ mình bỏ nữa, mình ra mít từ bao nhiêu? Mình ra mít từ ý là kiểu sang tuần bác khó mua được hết 29 con ấy, nếu như mà bác ăn hết nhà rồng rồi. Mình vẫn mua được thật. Bây giờ nhá, cứ một ngày mình mặc bộ tài nguyên à mặc cái bộ con vịt lên, mặc bộ tài nguyên lên. Đấy, đúng không? Một tuần bao nhiêu là 49.000 một tháng. 13.000 một ngày. Ừ. 7 ngày là bao nhiêu rồi? Đúng không? 7 ngày xong rồi cộng lãi 20% nữa. 20% một tuần. Thì nói chung là nếu mà để mua được 29 con thì vẫn là đủ sức. Bởi vì là vẫn còn trò bán đồ mà. Đúng không? Đúng rồi, bác đánh nhà rồng chứ. Nhưng mà tuần này bây bác không đánh hết nhà rồng mà. Bác đánh hết nhà rồng chưa? Thế bây giờ mình bảo đánh hết nhà rồng thì vẫn còn một đống đồ mà, làm sao mà thế nhanh thế được. Nói chung là nếu mà để đánh về tầm này ấy mà xây chỉ mua mỗi rồng ấy thì là mua được. Thoải mái luôn ấy. Thì mua chắc mua được.
có cái áo titan. Chả cái gì ở đây cơ. Ô, anh Nam mới dám mít à? Em đang đo thằng nhà anh. Rồi chiến thôi. Tầm này chắc là em khó. Đo đến trước, gần sắp sắp đến nhà anh rồi. Tầm này chắc là khó rồi. Tách cái đây bác nào. Tách con thần đèn nữa. Ui, lắm bò nhỉ. Cái đám bò này, vào rồi có một hạt cái đi gần hết. Mình còn deep low nữa nhưng mà mình lười đánh xong bên hai bên quá. Mình đánh lên trên thằng Devin kiếm thêm rồng vàng nữa mà thôi rồi. Bỏ lại khả năng một khạc cả đi. Tôi không đi ở đâu. Đi thì đi được một nửa. Thôi đi gần hết bên nào. Khó nhờ. Để xem nào. Rồi chấp nhận. Số phận đã ăn bài. Chỉ bên này còn có được thành không? Bên em hả? Có được thành không? Đấy. Bên thành làm gì? Thành giữa đường cho bò lên. Kể cả trong thành hay ngoài thành bây giờ cũng đều dở hết. Đi đập đáp còn quân ở thành không? À hết rồi. Còn mấy con lật vặt thôi. Mang mấy con này đi còn giá trị ấy. Thần đèn búp được, mây gì thì mình kia cả đọ. Đọ mana mình gọi thần gió thì bớt 2 mana cũng tốt. Basilic có tác dụng nếu mà ví dụ con Basilic cắn được. Khó các em. Bây giờ đấy họ còn mang rồng không ấy. Nếu mà chưa kể họ có ma cây thì hơi mệt. Ma cây chắc phải tầm 200 con, 300 con. Bác đại có build. Xây ma cây không? Nếu mà build có, xây, mình có xây nhưng mà mình không nhập quân trong đó. Nếu con mà nhập đủ thì chưa nhập. Ơ, xây có con lẻ đây nhỉ? Bác lại rồng rồng còn nhiều hơn cả vịt của mình thì chơi có. Quân level 7 còn nhiều hơn cả quân level 5, à 6. Thì nó cho một đống mỏ, tính ra là cái ông cái ông làm cái map này, ông ấy thích nào theo ý ông ấy. Ai biết được. Tạo hot mới. Ông ấy thích. Nhưng mà đã, rồng khó build. Nhưng rồng là đã khó build. Bản này thì quá, bản này nói thật là thành nói chung là bản này mình đánh giá là không hay khi mà tướng phép nó nói chung là nó không chơi nó lợi nhiều quá ngay từ đầu rồi. Bác nhìn cái thành ma ấy, cái thành ma nó đánh phụ thuộc vào vampire thì lại không búp cho nó thêm một cái gì ấy. Cá nhân mình thấy bản này là thành rồng vàng khỏe chứ không chỉ đúng thành rồng vàng đâu mà một số thành nó đều khỏe. Một số thành mà kiểu thành kiểu trận kiểu game thành rồng vàng nó bị tranh quá, nó khỏe quá. Nó nhiều tự nhiên nó giảm bốc bùn đi thì nhiều bốc cung lên đâu. Ờ đúng rồi mà nó lại còn chịu nhiều bốc hơn, nó là mà như thành khác ấy, 6 bốc đảm bảo đây á, thành rồng vàng á, 9 bốc đảm bảo thế thôi. Chơi gì đánh tầm 120 cung cảm giác lúc nào cũng brick cũng được. Có thích brick hay không ấy. Cầm theo bác nào, cầm cái đám, cầm nốt cái thằng thần đèn đi. Cầm hết theo thì bác nghĩ bác dispel là con nào. Có nhỉ. Giờ em cầm mỗi 62 tăng cầm nốt lấy không, còn cái nào tăng cầm nốt lấy không, đằng lão ngày mai mới ra được về lấy tiếp. Anh không nhanh là em lại gom tầm khoảng thêm 20 con rồng nữa ra đấy. Thì anh cũng cố gắng nhanh lắm rồi nhưng mà nó không ra được nhanh thì làm sao được, anh quên rồng ở nhà thôi. Gom 20 con nữa thì anh cũng thua. Anh còn đang muốn nhanh hơn em ấy chứ. Nhìn nhưng mà nhìn quả đo nhìn thấy 62 rồng nhìn chán thật đấy. Đo sang nhìn thấy 62 rồng là thôi. Mỗi game nó kết thúc nhanh lắm rồi. Ở đấy tự nhiên nó bị nó khuất đúng một cái bóng, thế là phải đi bóng lên phía trên mới chạy lên được. Ờ. Còn cái gì không nhỉ? Xem còn gì ở đây không ạ? Chả còn cái gì cả. Còn mỗi cái nịt. Còn mỗi cái nịt đấy. Anh đã chọn chỗ bằng phẳng nhất rồi, thích làm gì thì làm đi. Đấy chỉ đường đá luôn. Ừ. Đấy. Đứng hẳn trên đường đá cho nó nhiều cảm giác nhá. Đây rồi. Thôi nào để anh công của anh lấy ui ôi, may quá họ không mang ma cây. Mỗi rồng thì may ra còn có cửa. Mỗi rồng cũng có cửa bạn ạ. May ra thì còn có cửa, làm phát 26 titan làm bẹp luôn này. Không không sao được, có 41 power sao mà chết được. Không, đang bảo dùng thổi phát titan nằm bẹp luôn này. Em nói là em nghĩ một dùng một phát là con đây cái con đâu. Cái con mình trông chờ nhất thì nằm bẹp rồi. Basilic. Basilic kia con đấy hòa đá được dòng à? Không biết được, không nhớ là có hòa đá dòng không, như vẫn hòa đá được mà. Vẫn hòa đá được, dòng ý chỉ có dòng đen thôi. Bướng. Ôi trời ơi.
đau phết. Thì chả đau, đánh kiểu gì đấy? Ý bảo là con bò khỏe mạnh cũng đau phết. Không, bắt em ấy không hòa đá được đâu. Nó kháng. Không hòa đá được hả? Con rồng xanh nó cũng kháng ấy, chứ không riêng gì con rồng vàng. Ồ, thế phép bế phép level mấy mà thấp thế thôi. Nó là cái blind của các nam. Con nào kháng blind thì kháng được cái đấy. Búp được con bò phát này phải kháng chết tầm chục con rồng. Con em không vừa test gì đấy con em ơi. Lắc. Búp của lép. Thế sao không save file đổi lấy con bò cho nó con bò nó khạc. Đấy. Bây giờ không biết save file nào từ xem mà. 6, 8 bò. Được, phải chết cụ con tí đèn. Hello. Quy tê đen vô chế, sao đi phải. Đã sáng chưa rồi. À đù. Tôi đừng dùng phép nữa, chán gian thế. Sát tiếp. Bung tiêu nè. Không, phải đánh cho hết phản đi. Tí cũng được. Biết đâu là khá chết thật đấy. Ê lô. Chết, sợ chết thì đâu. Con bò trông thế nhưng nó khạc đau. Ăn đi bên em, ăn đi, ăn đi. Rồi sát tiếp. Thôi, sát tiếp phải. Thấy. bây giờ thì hết rồi, chả có gì để anh chơi tưởng. Rồi bây giờ chả có đây gì là chơi nhá. Anh tay em rồi tôi đứng xét nữa. Bây giờ đứng xét nữa, gọi thần đứng xét nữa, thần đứng bên em ơi, ngồi ấy đứng xét nữa. Nguy hiểm. Rồi, gần được rồi. Bác Đạt đánh nhờ đúng không? Chứ bác Đạt đánh đúng rồi, bác Đạt chỉ phải gọi thằng gió lên thôi là cũng ấy rồi. Mình mà đánh chuẩn ra là mình cứ đứng ở, mình đứng ở đấy, mình được xét thôi. Đúng rồi, bò lên thì gọi thằng gió, đúng không? Đúng rồi. Đây là lao lên, đây là mình muốn đánh trong con bò đó, khác như nào. Bài rồng thì bá rồi. Nhưng mà phải nói là cái thằng rồng vàng ấy, nó có cái bài rồng rất là mạnh nhá, bài ngựa thì lại chưa chắc mạnh đâu. Đúng rồi. Bài ngựa chưa chắc mạnh đâu đông, nhưng mà nói chung là cũng đông, cũng khỏe đấy, nhưng mà nó vẫn là cái gì đó nó khác biệt hẳn với con rồng ấy. Con rồng nó vẫn là đẳng cấp hơn nhiều.